Chào mừng các em đến với kênh thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi sách bài tập ngữ văn lớp 7 trang 19 đến trang 21, bài 2. Bài học cuộc sống, sách chân trời sáng tạo. Bài học cuộc sống truyện ngụ ngôn, bài tập 1 La Mã, số 1 nhỏ. Đọc hai văn bản Thỏ và Rùa, chuyện bó đũa và trả lời các câu hỏi phía dưới. Thỏ và Rùa. Ngày xưa thỏ lúc nào cũng cười mỗi con rùa về sự chậm chạp, nhưng rùa thì dằn lòng trước sự khoe khoang của thỏ. Một hôm trước đông đủ bá thú, rùa thách thỏ chạy đua, thỏ trả lời: "Đừng có đùa dai, bạn không biết là tôi có thể chạy cả chục vòng quanh bạn hay sao?" Rùa mỉm cười, không cần nhiều lời, muốn biết ai nhanh thì cứ việc thi. Thế là trường đua được vạch ra, con cáo làm trọng tài, nó hú 3 tiếng là cuộc thi bắt đầu. Thoát một cái con thỏ đã biến mất, con rùa cứ chậm chạp bước theo, các thú khác ở dọc đường cổ võ. Một lúc sau thỏ đứng lại đợi rùa, nhân tiện diễu chơi cho bỏ ghét. Đợi một lúc mà rùa vẫn chưa tới, thỏ vừa thiêm thiếp vừa lẩm bẩm: "Ta cứ chợp mắt một tí trên bãi cỏ này, khi trời mát xuống ta sẽ chạy tiếp cũng chẳng muộn gì." Thế rồi nó dạng chân, duỗi tay, nhắm mắt ngủ ngon lành. Một lúc sau con rùa ì ạch bò tới. Nó bỏ qua chỗ con thỏ đang ngủ say rồi đến được mức cuối, tiếng reo hò náo nhiệt. Lúc đó con thỏ vừa mở mắt, biết mình thua cuộc, thỏ xấu hổ trốn vào rừng. Chuyện bó đũa. Ngày xưa có ông lão nông dân nọ rất thông minh. Ông ấy rất là buồn vì thấy trong gia đình các con ông hay cãi cọ với nhau. Ông cố khuyên nhủ nhưng vô ích. Một hôm nằm trên giường bệnh, ông gọi các con lại. Ông buộc đũa thành một bó để trước mặt các con. Sau đó ông truyền cho mỗi đứa đến bẻ bó đũa ra làm đôi, nhưng không đứa nào bẻ nổi. Cuối cùng ông cởi bó đũa ra, đưa mỗi đứa một chiếc, ai nấy bẻ gãy dễ dàng. Mấy đứa con nhìn nhau không biết người cha có ý nói gì. Ông già nghiêm nghị bảo: "Các con yêu dấu, bao giờ các con còn đoàn kết như bó đũa này thì không kẻ thù nào làm hại được các con. Nhưng nếu các con cứ chia rẽ và cãi vã thì các con sẽ sớm bị tiêu diệt." 158 truyện ngụ ngôn Aesop, Phan Như Huyên, 1995. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi phía dưới. A. Nêu các đặc điểm chính của truyện ngụ ngôn được thể hiện trong văn bản trên. Thì cả hai cái văn bản chuyện thỏ và rùa, chuyện bó đũa đều là các câu chuyện ngụ ngôn, vì đề tài là những cái vấn đề đạo đức hay cái cách thức ứng xử trong cuộc sống, nhân vật là con vật và con người. Người đọc, người nghe có thể rút ra được cái bài học sâu sắc từ cái suy nghĩ, hành động, lời nói của nhân vật trong truyện. Sự kiện thường xoay quanh một cái sự kiện chính. Cốt truyện xoay quanh một sự kiện, hành vi, ứng xử, quan niệm nhằm đưa ra bài học hay lời khuyên nào đó. Tiếp theo câu B, sau khi đọc truyện thỏ và rùa, một số bạn cho rằng việc rùa thắng thỏ là khó xảy ra trong thực tế. Nếu không phải vậy thì đã chẳng có câu chậm như rùa. Các bạn khác lại cho rằng việc rùa thắng thỏ là xứng đáng và rất là thuyết phục. Em đồng tình với ý kiến nào, vì sao? Thì cái việc đồng nhất nhân vật thỏ rùa trong truyện ngụ ngôn thì thường được hư cấu phóng đại với cái hình ảnh thỏ rùa ngoài đời thực là sai lầm. Ý kiến thứ nhất, việc cho rằng rùa thắng thỏ là xứng đáng và rất thuyết phục, nhưng lại không nói rõ trong truyện ngụ ngôn thỏ và rùa hay là trong đời thực không chặt chẽ. Không đưa ra lý lẽ bằng chứng nên chưa thuyết phục. Ý kiến thứ hai, kết luận của em có thể đưa ra theo hướng đồng tình với ý kiến thứ hai, nhưng
đưa thêm lý lẽ, bằng chứng và diễn đạt sao cho chặt chẽ hơn. Tiếp theo câu C, một số bạn băn khoăn không dám chắc chuyện bó đũa là chuyện ngụ ngôn hay là chuyện cổ tích. Nếu được, các bạn ấy hỏi ý kiến trong cái việc xác định thể loại thì em sẽ trả lời các bạn như thế nào. Thì chuyện bó đũa là chuyện ngụ ngôn, không phải là chuyện cổ tích, vì câu chuyện nêu lên cái tình huống người cha đưa cho các con cả bó đũa yêu cầu bẻ làm đôi, không ai có thể bẻ gãy. Sau lại đưa cho các con từng chiếc đũa riêng lẻ, họ đã bẻ gãy dễ dàng. Thì từ đó khuyên cho các con là chỉ có đoàn kết mới tránh được mối nguy bị tiêu diệt. Tiếp theo câu D, theo em, cách kết thúc của hai văn bản chuyện bó đổ và hai người bạn đồng hành và con gấu thì điểm gì, có điểm gì giống nhau, điểm gì khác nhau? Thì điểm giống nhau ấy giúp em rút ra cái lưu ý gì khi đọc các truyện ngụ ngôn có cách kết thúc tương tự? Thì các em cần đọc lại hai truyện và các em cần chú ý ở phần kết thúc. Cuối truyện hai người bạn đồng hành và con gấu thì có cuộc đối thoại giữa hai người bạn, và kết thúc truyện là câu trả lời bất ngờ của người bạn suýt bị gấu vồn chết trong gang tấc. Người trên cây trèo xuống gặp bạn, cười và nói rằng ông gấu thì thầm với cậu điều gì đó. Ông ấy bảo tớ rằng, người kia nói, không nên tin vào những kẻ bỏ mặc bạn bè trong cơn hoạn nạn. Còn ở cuối cái truyện bó đũa thì cuối truyện chuyện bó đũa thì là lời khuyên dạy của người cha đối với những người con. Các con yêu dấu, bao giờ các con còn đoàn kết như bó đũa này thì không kẻ thù nào làm hại các con. Nhưng nếu các con cứ chia rẽ và cãi vã thì các con sẽ sớm bị tiêu diệt. Thì kết luận mà em cần nêu lên đó là hai truyện giống nhau ở chỗ bài học của truyện được nêu lên bằng một câu nói của nhân vật ở cuối truyện. Điều này cho thấy một trong những cái cách nêu bài học ở truyện ngụ ngôn là sử dụng một lời thoại của nhân vật ở phần kết thúc truyện. Vậy khi đọc một số truyện ngụ ngôn có cấu trúc tương tự thì người đọc có thể dựa vào lời thoại của nhân vật để rút ra bài học mà tác giả đã gửi gắm. Tiếp theo câu đề, dựa vào các thông tin, tình huống tác dụng bài học trong bản dưới đây đối với cái truyện thỏ và rùa, hãy hoàn tất các thông tin đối với truyện bó đũa, truyện chuyện bó đũa. Như vậy ở đây thì cái đề bài chúng ta đã nêu cái nội dung tình huống tác dụng và bài học của truyện thỏ và rùa, thì tiếp theo chúng ta sẽ hoàn tất các thông tin đối với truyện chuyện bó đũa. Thì tình huống tác dụng bài học của truyện chuyện bó đũa có thể tóm tắt trong cái sự đối chiếu với các yếu tố này trong truyện thỏ và rùa qua bảng sau. Nội dung về tình huống ở trong truyện thỏ và rùa thì bị thỏ chê là chậm chạp, rùa thách thỏ chạy thi trước sự chứng kiến của bá thú. Thỏ ý mình chạy nhanh xem thường đối thủ nên thua cuộc, rùa chăm chỉ chạy hết sức mình nên đã chiến thắng. Còn chuyện bó đũa thì tình huống ở đây là người cha đưa các con cả bó đũa yêu cầu là bẻ làm đôi, không ai có thể bẻ gãy, sau lại đưa cho các con từng chiếc đũa riêng lẻ thì họ đã bẻ gãy dễ dàng. Từ chuyện bó đũa thì ông khuyên các con đoàn kết, thương yêu để không bao giờ bị tiêu diệt. Còn về tác dụng thỏ và rùa thì thể hiện sự kiêu ngạo khinh thường của đối thủ của thỏ, sự cần mẫn chăm chỉ và tự tin của rùa, thể hiện cái bài học mà câu chuyện muốn đề cập qua thất bại của thỏ và chiến thắng của rùa. Về chuyện bó đũa thì thể hiện sự từng trải khôn khéo của người cha,
Trong việc mượn sự yếu ớt của chiếc đũa và sức mạnh của bó đũa để khuyên dạy con, thể hiện bài học một cách giản dị thuyết phục vừa sức mạnh vừa về cái sức mạnh và đoàn kết từ chuyện bó đũa. Tiếp theo bài học, thỏ và rùa. Sự chăm chỉ, cần mẫn, tự tin có thể làm nên chiến thắng. Chậm mà chắc và tự biết sức mình, hơn nhanh mỹ lại kiêu ngạo, cần phải biết người biết ta. Chuyện bó đũa thì đoàn kết làm nên sức mạnh, ba cây chụm lại thành hòn núi cao. Sự tương trợ nhau làm nên chỗ dựa vững vàng cho mọi thành viên trong gia đình. Tiếp theo E, dựa vào bảng dưới đây hãy tóm tắt tình huống truyện, chuỗi sự kiện được kể, cốt truyện bài học ứng xử trong truyện Chuyện bó đũa. Như vậy thì chúng ta sẽ dựa vào bảng dưới đây và chúng ta sẽ tóm tắt cái tình huống, chuỗi sự kiện được kể, cốt truyện trong cái bài truyện Chuyện bó đũa. Thì chúng ta có thể tóm tắt tình huống và chuỗi sự kiện như sau. Tình huống: thỏ và rùa. Thỏ và rùa thách nhau chạy thi. Thỏ ỷ mình chạy nhanh xem thường đối thủ. Nên thua cuộc, rùa chăm chỉ chạy hết sức mình nên đã chiến thắng. Còn chuyện bó đũa thì người cha đưa các con cả bó đũa yêu cầu là bẻ gãy làm đôi. Không ai có thể bẻ gãy, sao lại đưa cho các con từng chiếc đũa riêng lẻ. Họ đã bẻ gãy dễ dàng, từ đó là khuyên các con: chỉ có đoàn kết mới tránh được mối nguy bị tiêu diệt. Rồi chuỗi sự kiện thì thỏ là vốn khinh thường rùa và chê rùa chậm chạp, rùa công khai thách thỏ chạy thi và cuộc thi được tiến hành trước sự chứng kiến của ba thú. Vào cuộc thi thì rùa đã cần mẫn chăm chỉ, thỏ ỷ mình chạy nhanh cứ nhởn nhơ, trêu chọc rùa, thậm chí còn ngủ một giấc ngon lành. Lúc thỏ tỉnh dậy thì rùa đã về đích, biết mình thua cuộc, không thể chối cãi, thỏ ta xấu hổ lánh mặt vào rừng. Còn chuyện bó đũa thì người cha có những cái đứa con hay cãi vã nhau. Ông đã nhiều lần khuyên các con thôi cãi vã nhau nhưng không được. Khi nằm trên giường bệnh thì ông lại tìm cách khuyên con. Đầu tiên ông buộc những chiếc đũa lại với nhau thành một bó rồi truyền cho các con lần lượt bẻ đôi. Không ai bẻ gãy được. Sau đó ông lại truyền cho các con bẻ đôi từng chiếc đũa. Chiếc đũa bị bẻ gãy dễ dàng. Từ chuyện bó đũa thì ông già khuyên các con là phải đoàn kết để tránh bị tiêu diệt. Về bài học thỏ và rùa, chăm chỉ sẽ giúp đến đích sớm hơn, hơn thua ở việc làm hành động thực tế, không ở lời nói suông. Chuyện bó đũa thì bài học đó là sức mạnh của đoàn kết, ba cây chụm lại thành hòn núi cao. Tiếp theo câu D, có bạn cho rằng bài học vẫn không có gì thay đổi. Nếu thay hai nhân vật thỏ và rùa trong truyện bằng hai nhân vật đều là thỏ hoặc là hai nhân vật đều là rùa thì chạy thi với nhau. Và vì một lý do nào đó con vật tưởng là yếu hơn, chậm hơn đã giành chiến thắng. Em có đồng ý như vậy không? Vì sao? Thì ở đây em cần rút ra một số bài học chính từ truyện thỏ và rùa. Chẳng hạn chăm chỉ sẽ giúp đến đích sớm hơn, hơn thua nhau ở việc làm hành động thực tế, không ở lời nói suông, kẻ kiêu ngạo chủ quan sẽ chuốc lấy thất bại. Thì chúng ta xem xét so sánh hai tình huống của truyện, chỉ ra cái điểm giống nhau, điểm khác nhau cơ bản giữa hai tình huống. A, nhưng hai nhân vật đều là thỏ hoặc là hai nhân vật đều là rùa chạy thi với nhau. Vì một lý do nào đó con vật tưởng là yếu ớt chậm hơn để giành chiến thắng.
Bài thỏ và rùa thách nhau chạy thi. Thỏ thì ý mình chạy nhanh xem thường đối phương nên thua cuộc, rùa chăm chỉ chạy hết sức mình nên đã chiến thắng. Thì chúng ta sẽ tìm suy nghĩ theo hai hướng, đó là chúng ta sẽ thay đổi tình huống nhân vật. Nội dung ý nghĩa của bài học sẽ thay đổi, có thể là sẽ có một cái bài học khác hẳn. Rồi thay đổi tình huống, nhân vật, nội dung, ý nghĩa của bài học để có thể không thay đổi, nhưng mức độ thấm thiết của bài học có thể sẽ giảm đi hoặc là tăng lên. Kết luận với tình huống A, việc thua cuộc trở nên kém bất ngờ, nhục nhã các bài học nêu lên từ đó, chăm chỉ sẽ giúp đến đích sớm hơn. Thường thua nhau ở việc làm, hành động thực tế, không ở lời nói suông. Kẻ kiêu ngạo, chủ quan sẽ chuốc lấy thất bại, thì sẽ không được tô đậm như tình huống B, trở nên kém sâu sắc thấm thía. Tiếp theo số 2 nhỏ, đọc văn bản con cáo và quả nho và trả lời các câu hỏi ở phía dưới. Con cáo và quả nho. Một hôm, có con cáo kia vừa đói bụng vừa khát nước. Nó lẻn vào rừng nho để ăn trộm. Vườn nho đầy những trái bóng mọng lủng lẳng trên vàng, nhưng lại quá cao. Cáo nhảy lên rớt xuống cả chục lần mà vẫn không bắt được một chùm thấp nhất. Cuối cùng nó bước đi và lẩm bẩm: ai mà thèm những trái nho xanh lè đó, chua lắm, không chừng lại có cả sâu trong đó nữa. Theo 158 truyện ngụ ngôn An Sớp, Phan Như Huyên, 1995. A. Tóm tắt tình huống truyện, chuỗi sự kiện, cốt truyện, chuyện con cáo và quả nho và hoàn thành theo mẫu, theo bản mẫu dưới đây. Dựa vào các bài tập mà em đã thực hiện cho biết cái việc tóm tắt tình huống truyện với tóm tắt chuỗi sự kiện cốt truyện khác nhau như thế nào. Nội dung tình huống chuỗi sự kiện con cáo và quả nho. Với cái yêu cầu thứ nhất thì chúng ta có thể tóm tắt cái tình huống truyện, chuỗi sự kiện, cốt truyện con cáo và quả nho như sau. Tình huống thì cáo đang trong cơn đói khát lên, lẻn vào rừng, lẻn vào vườn nho hái trộm nho. Rồi vàng nho thì cao, nhiều lần cố hái nhưng không thể với tới được. Cáo tự an ủi mình bằng cách là chê nho xanh và có sâu. Chuỗi sự kiện, cốt truyện thì đang đói bụng và khát nước, con cáo lẻn vào vườn nho tìm cách hái trộm. Nho bóng mọng lủng lẳng trên vàng cao, cáo nhiều lần nhảy lên cố hái nhưng không thể với tới được, con cáo đành bỏ đi. Nhưng vừa đi vừa lẩm bẩm chê nho xanh, chua và có sâu. Rồi với cái câu hỏi thứ hai thì, với cái yêu cầu thứ hai thì chúng ta có thể nêu cái lưu ý là cái cách tóm tắt tình huống khác với cách liệt kê sự kiện khi mà tóm tắt cốt truyện ở chỗ là với tình huống thì chỉ nêu cái sự kiện cốt lõi cho thấy tình thế, nguyên nhân, kết quả, các hành động của nhân vật hướng đến thể hiện bài học của truyện ngụ ngôn. Rồi tiếp theo B, trong khi chứng minh về tính ngắn gọn hàm xúc của truyện ngụ ngôn thì nhiều ý kiến thống nhất rằng các truyện hai người bạn đồng hành và con gấu, con cáo và quả nho là những truyện tiêu biểu, nhưng khi cần xác định trong hai truyện này thì truyện nào ngắn gọn hơn ý kiến chưa ngã ngủ? Theo em, cần thực hiện việc so sánh như thế nào để kết luận đưa ra thuyết phục được mọi người? Thì ở đây các em sẽ thực hiện cái việc so sánh để cái kết luận đưa ra thuyết phục được mọi người. Về số câu, số chữ thì hai người bạn đồng hành thì số câu là 7, còn con cáo và quả nho thì là 5. Còn số chữ ở truyện hai người bạn đồng hành và con gấu là 126 và con cáo và quả nho thì chỉ có 79.
Tiếp theo C, giả sử những quả nho trong truyện con cáo và quả nho biết nói, theo em chúng sẽ nói gì với con cáo hoặc là chính mình trong trường hợp này? Thì cáo lẩm bẩm: ai mà thèm những trái nho xanh lè đó, chua lắm, không chừng lại có cả sâu trong đó nữa. Quả nho nghĩ bụng: những anh chàng như cáo mà phải chịu đói khát thật đáng đời. Hoặc quả nho nghe cáo lẩm bẩm nói rì rào theo gió nhẹ: lêu lêu mắc cỡ lêu lêu. Tiếp theo số 3, nhỏ dựa vào bảng sau xác định tình huống chuyện, bài học, tác dụng của tình huống trong các việc thể hiện bài học trong các chuyện hai người bạn đồng hành và con gấu, chó sói và chim con. Như vậy ở đây, tình huống chuyện hai người bạn đồng hành và con gấu. Một con gấu xuất hiện khiến hai người bạn đồng hành hoảng sợ. Một người nhanh chân leo lên cây thoát thân, người kia chạy không kịp đành nằm im chờ chết. Gấu đến ngửi ngửi anh ta rồi đi. Người thoát thân tò mò hỏi ông gấu nói gì và nhận được câu trả lời vừa phê phán vừa là bài học. Còn đối với bài chó sói và chim con thì tình huống chuyện ở đây: một con sói đang trong cơn đói muốn ăn thịt chiên con nhưng lại muốn kiếm cớ làm cho việc ăn thịt chiên trở nên phải lẽ. Các lý lẽ sói nêu ra đều quá vô lý, bịa đặt, bị chiên phủ nhận dễ dàng. Cuối cùng sói quy tội đã là chiên chó thì đều có tội và đều đáng bị sói ăn thịt. Rồi tiếp theo bài học. Bài học của truyện hai người bạn, con gấu và hai người bạn đồng hành thì không nên tin vào những kẻ bỏ mặc bạn bè trong cơn hoạn nạn, bỏ mặc bạn bè trong hoạn nạn là ích kỷ xấu xa. Rồi ở bài truyện con cáo và chiên con thì kẻ mạnh thường nói càng, lý lẽ của kẻ yếu không bằng móng vuốt kẻ mạnh. Khi kẻ mạnh kẻ ác làm hành, lẽ phải công lý sẽ bị chà đạp. Rồi tác dụng của tình huống truyện trong việc thể hiện bài học. Ở bài con gấu và hai người bạn đồng hành thì làm cho câu chuyện bất ngờ, hồi hộp, gây ấn tượng mạnh. Từ đó nhấn mạnh bài học về việc nhìn nhận con người. Rồi ở truyện con cáo và chiên con thì tô đậm cái tính cách độc ác, hung hãn, bất chấp lẽ phải của sói, làm cho sự việc trở nên hài hước và bài học cảnh báo trở nên sâu sắc nhức nhối hơn. Tiếp theo số 4 nhỏ. Thể hiện cách đọc sáng tạo về một chuyện ngụ ngôn đã học, đã đọc bằng một cách làm một bài thơ, lục bát 4 chữ, 5 chữ, song thất lục bát hoặc là vẽ một bức tranh. Thì ở đây chúng ta sẽ lấy cảm hứng từ một chuyện ngụ ngôn đã học, đã đọc và dựa vào cái cảm nhận trải nghiệm của bản thân để chọn một cái cách thể hiện sự sáng tạo của mình theo gợi ý. Đó là chúng ta sẽ làm một bài thơ hoặc là vẽ một bức tranh. Nếu không có khả năng vẽ tranh thì chúng ta thì làm thơ hoặc là làm thơ theo một thể thơ nào đó thì chúng ta có thể tham khảo một số bài thơ dưới đây. Con cáo và chùm nho. Thái Bá Tân: một con cáo đang khát, bỗng thấy một chùm nho vừa chín, quả rất mọng và to. Nó nhảy lên định hái mà nho lại quá cao, rồi thử mấy lần nữa. Tiếc là chẳng lần nào với được chùm nho ấy, cuối cùng đành bỏ đi. Vừa đi, nó vừa nghĩ, nho càng xanh ngon gì. In trong Thái Bá Tân, ngụ ngôn Ê Dớp, bằng thơ nhà xuất bản Kim Đồng, 2015. Rồi tiếp theo số 5 nhỏ, vận dụng cách nói thú vị hài hước để kể lại chuyện ngụ ngôn chân tay, tai mắt miệng.
Thì để cái đáp ứng được cái yêu cầu vận dụng cách nói thú vị, hài hước để kể lại cái chuyện ngụ ngôn, chân tay, mắt miệng thì các em cần xem lại các bài thực hành nói và nghe, kể lại một chuyện ngụ ngôn, sử dụng và thưởng thức cách nói hài hước thú vị trong giao tiếp. Ở đây chúng ta cố gắng tô đậm những cái yếu tố tính chất hài hước một cách bất ngờ trong câu chuyện được kể. Sử dụng cái hình thức chế nhại từ ngữ câu nói của một nhân vật mà cái sự phê phán hướng đến cái câu chuyện một cách nhã nhặn. Sử dụng một số cái biện pháp diễn đạt hài hước như là chơi chữ, nói quá, so sánh, dùng câu, nói hài hước học được từ người khác. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi sách bài tập ngữ văn lớp 7 của bộ sách Chuyện trời sáng tạo. Thì sau khi xem xong các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và chào tạm biệt các em.